Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với VTD Channel. Thì đây là series học WordPress cơ bản. Như thường lệ mình là Duy. Trong cái nội dung video lần này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta quản lý cái phần bình luận. Bình luận là một trong những cái tính năng quan trọng đối với website. Ví dụ như các bạn hình dung chúng ta truy cập vào trang tuổi trẻ.vn hay là vnexpress.net hay là những cái trang bất kỳ khác, thì đa phần là những cái chỗ cái phần cuối cùng cái nội dung bài viết đều cho phép người đọc bình luận để mà họ đánh giá cái bài viết, cái nội dung của mình, cũng như là họ phản hồi hoặc là họ những cái câu hỏi, những cái thắc mắc hay là những cái ý kiến góp ý gì đó vân vân thì họ có thể để là bình luận. Với lại một cái lý do mà chúng ta nên để bình luận ở trong bài viết đó là gì? Khi mà những người đọc khác chúng ta thấy cái nội dung bài viết này bình luận nhiều quá, có nghĩa là cái gì? Có thể là cái bài viết này chất lượng thực sự, hoặc là bài viết này đang gặp một cái vấn đề gì đó mà ở những cái người phía dưới họ để về bình luận feedback, hoặc là họ phản hồi, hoặc là họ cho ý kiến gì đó, họ góp ý gì đó vân vân, thì á đây là cái phần cực kỳ quan trọng đối với website bán hàng. Đặc biệt là khi các bạn truy cập vào Tiki, Shopee, Lazada, Sendo gì đó, các bạn thấy cái phần bình luận nó cực kỳ quan trọng đối với một cái sản phẩm nào đó. Đối với trang tin tức thì cái phần bình luận này cũng kém không kém phần quan trọng. Và cái việc này, một khi mà bạn chú ý một cái bài viết nào đó mà nhiều người bình luận thì chắc chắn là sẽ thu hút các bạn nhiều hơn là cái bài viết mà không có ai bình luận. Mình tin chắc là như vậy đúng không? Thì và đây là cái thực sự mà mình đã trải qua trong suốt cái khoảng thời gian mình làm web, cũng như là khoảng thời gian mà mình tìm hiểu, đọc tài liệu cũng về WordPress. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn về cái phần mà quản lý bình luận. Các bạn sẽ mở cái trang web của mình lên bằng cách là chúng ta, ai đang xài SAM thì chúng ta sẽ gõ đường dẫn là localhost 2.8080/WordPress. Ai đang xài WordPress trên hosting thì chúng ta sẽ gõ cái địa chỉ tên miền vào đây, thì nó cũng sẽ ra cái trang y chang như mình hướng dẫn như thế này. Rồi các bạn sẽ truy cập vào cái phần admin bằng cách là chúng ta gõ admin, enter. Đây, phần bình luận các bạn sẽ bấm vào. Ở trong WordPress thì nó không phải là bình luận ha, cái nó dịch là phản hồi. Ở bên ngoài thì thấy phản hồi nhưng mà bên trong thì nó lại gọi là bình luận. Ok, thì các bạn cứ hiểu phản hồi nó là bình luận nha. Hiện tại thì cái website của mình mới tạo ra và chưa có ai bình luận hết. Thực tế là cái website của mình đang cài ở trên SAM. Các bạn thấy, thì cài ở trên SAM thì chỉ có mình bình luận thôi chứ đâu có ai khác đâu. Đâu có ai xem được cái website của mình. Cho nên là bây giờ mình sẽ giả lập những cái bình luận để mà chúng ta quản lý nó như thế nào. Rồi các bạn ra ngoài cái trang web của mình, chúng ta chọn cái bài viết đầu tiên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tự động bình luận cho chính mình luôn ha các bạn. Đây, khi mà các bạn đăng nhập admin thì tự động ở đây nó báo là đã đăng nhập tài khoản admin rồi. Và chúng ta chỉ cần bình luận thôi chứ không cần phải nhập thêm thông tin gì khác. Mình sẽ nhập bình luận là bài viết này hay quá, cảm ơn bạn. Rồi mình bấm cái nút phản hồi đó. Rồi thì các bạn thấy ở đây nè, nó sẽ xuất hiện cái nội dung bình luận. Đối với admin thì là bình luận là lên ngay, tức là bình luận hiển thị ngay, không cần phải duyệt. Tại vì mình admin, mình là chủ website rồi, mình đâu có ai để mà duyệt nữa. Cho nên là mình tự bình luận thì nó tự động, hệ thống nó tự động biết, nó tự động đưa bình luận lên luôn. Còn WordPress nó sẽ có những cái tính năng cho phép các bạn kiểm duyệt bình luận. Tức là ai bình luận đều phải qua kiểm duyệt bởi bạn thì mới hiển thị. Để tránh cái trường hợp là đối thủ chúng ta vào, chúng ta bình luận xấu, bôi nhọ hay là gì, xúc phạm danh dự của người khác trên cái website của mình, hoặc là chửi bới, lăng mạ gì đó, hoặc là những cái người khác đã đi spam. Spam tức là bình luận lung tung á, người ta bình luận mà để câu view, câu like, kéo cái traffic về website của họ, ví dụ vậy ha. Thì các bạn thấy đây, cái phần bình luận ở bên dưới cuối cùng của cái bài viết đó, nó hiển thị là một bình luận về cái bài viết này, và nó hiển thị avatar của người bình luận là avatar của mình. Rồi cái tên username, cái tên username của mình. Thì sau này á, khi mà các bạn làm thực tế thì các bạn đổi cái tên admin được, để mà chúng ta hiển thị cái tên của mình ra ngoài để người ta biết, chứ để admin tự nhiên thấy nó rất là thô. Rồi ở đây cho phép mình tự trả lời mình luôn.
các bạn bấm vào nút trả lời nè. Rồi, đây là gì, cảm ơn bạn ha. Rồi mình bấm phản hồi. Đó, các bạn thấy khi mà trả lời một ai đó thì nó sẽ thụt vô một cấp, giống như là những cái trang tin tức khác. Các bạn thấy nó khi mà ai đó trả lời thì nó sẽ thụt vô một cấp. Rồi mình có thể mình trả lời tiếp nữa. Ok bạn ha. Thì nó sẽ thụt thêm cấp nữa. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ bình luận một cái nội dung mới, bình luận mới ví dụ vậy đi. Rồi mình phản hồi. Đó, thì các bạn thấy đây là một cái bình luận khác, không phải là bình luận trả lời của những cái bình luận đã có, cho nên là nó sẽ nằm ở cái cấp lớn nhất. Đó, các bạn thấy. Rồi bây giờ mình sẽ demo cho các bạn người lạ bình luận. Bây giờ hiện nãy giờ này mình admin bình luận rồi, bây giờ mình sẽ là người lạ, đóng vai trò là một người lạ. Thì các bạn copy từ chúng ta mở một cái trình duyệt ẩn danh bằng cách là các bạn nhìn theo dõi trên màn hình. Chúng ta rê chuột vào cái dấu ba chấm của cái Google Chrome nha. Rồi các bạn sẽ bấm vô là New Incognito Window để mà chúng ta mở trình duyệt ẩn danh. Thì ở đây các bạn sẽ gõ cái đường dẫn website của mình vô localhost là 8080 xuyệt WordPress. Nếu ai đang dùng hosting thì như mình nói lúc đầu nha, các bạn nhập tên miền của các bạn vào. Đó, thì nó cũng ra trang này. Rồi bây giờ các bạn bấm vô. Rồi chúng ta lại kéo xuống cuối cùng ngay chỗ phần bình luận, các bạn thấy nè. Đó. Đối với một người lạ bình luận thì các bạn phải nhập tên bắt buộc nha. Phải nhập email bắt buộc. Trang web của các bạn nếu mà bạn không có thì khỏi nhập. Cái trang web là không bắt buộc. Bây giờ mình sẽ nhập tên, ví dụ như là mình nhập tên Nguyễn Văn A. Rồi email của mình là nguyenvana@gmail.com, trang web của mình. Đó, ví dụ vậy ha. Rồi ở đây nội dung bình luận là ví dụ như là mình bình luận là bạn ơi cho mình hỏi hai chấm gì đó. Rồi mình sẽ bấm nút phản hồi. Rồi các bạn kéo xuống xem. Đó, các bạn thấy không? Bình luận mình nó không hiển thị, tức là sao, đối với người lạ bình luận á thì là bạn là admin, bạn phải duyệt cái bình luận đó thì cái bình luận nó mới hiển thị ra ngoài trang chủ. Rồi bây giờ để duyệt bình luận thì sao, các bạn sẽ quay trở lại cái trang admin đây. Rồi chúng ta F5 lại cái trang này. Đó, các bạn thấy nè, nãy giờ bình luận quá trời luôn nè, những cái bình luận mà admin là của mình bình luận ha. Rồi rồi có cái phần là màu cam ở đây, các bạn nhìn thấy nè, hoặc là các bạn nhìn ở trên cái thanh này, chúng ta có tất cả năm bình luận số 5. Rồi ở đang chờ một, tức là đang chờ, tức là đang chờ được duyệt á. Rồi bình luận được phê duyệt là 4 ha. Bình luận spam là không có cái nào, và trong thùng rác là chưa có cái nào hết. Rồi để mà duyệt á thì các bạn sẽ rê chuột vào cái bình luận đó ha, chúng ta bấm chấp nhận. Chấp nhận ở đây có nghĩa là bạn duyệt cái bình luận đó. Rồi nếu mà bạn bấm vô trả lời bình luận thì khi mà bạn trả lời cái bình luận đang chờ duyệt đó, thì tự động nó sẽ duyệt luôn cái bình luận đó luôn. Đây, giả sử như mình bấm chấp nhận đi. Rồi đó, khi mà chấp nhận xong bây giờ mình quay ra trở ngoài đó, mình bấm enter một cái. Đây, Nguyễn Văn A nè. Đó, bạn ơi cho mình hỏi nè. Đó, như vậy là mình vừa mới duyệt bình luận xong. Bây giờ mình sẽ trả lời ha. Bạn hỏi gì vậy ạ? Rồi, bấm phản hồi. Đó, hiển thị ngay cái bình luận admin luôn. Rồi bây giờ mình quay trở lại cái cửa sổ ẩn danh để mình coi cái bình luận nó hiển thị sao. Đó, nó hiển thị y chang luôn. Rồi bây giờ giả sử như mình lại bình luận tiếp. Mình bình luận Nguyễn Văn A. Bình luận cái nữa nha. Nguyễn Văn A gmail.com đúng không? Rồi, nhập tên website của mình vô. Rồi các bạn bấm nút phản hồi. Ủa quên, mình chưa có điền cái nội dung bình luận, nó không cho. Rồi
nội dung bình luận mới. Rồi, bây giờ các bạn bấm phản hồi. Đó, các bạn thấy nè, bình luận mới nó hiển thị ngay lập tức. Tại sao vậy? Tại sao lần đầu tiên á, các bạn lưu ý đây là cái cửa sổ ẩn danh nha các bạn, mình đang ở cửa sổ ẩn danh. Tại sao lần đầu tiên á, mình là Nguyễn Văn A, mình bình luận thì á, phải admin duyệt. Nhưng mà từ lần trở hai, thứ hai trở đi á, thì á, bình luận nó lên trực tiếp luôn, không cần phải duyệt. Thì đây trong WordPress nó có một cái tính năng khá thông minh, các bạn lưu ý cho mình điều này. Đối với người lạ lần đầu tiên bình luận trên website của bạn, nếu bạn duyệt người đó một lần thì từ lần thứ hai trở đi họ sẽ bình luận mà không cần phải duyệt nữa. Đó, thì đây là lần thứ hai nè, nó tự động nó lên luôn, đâu cần phải duyệt đâu. Còn nếu như á, cái bình luận mà bạn đưa vào spam á, tức là đưa vào spam là nó nằm ở bên này đây nè, tức là bình luận nào mà đưa vào spam đó, khi mà bạn rê vô nè, bạn bấm vô spam nè, thì những cái bình luận sau đó nó sẽ được tự động đưa vào spam ha. Hệ thống nó sẽ tự hiểu khi mà ai đó spam mà mình đưa vào spam, thì đưa vào spam nhiều lần á, thì hệ thống nó sẽ tự hiểu là à, cái người này á là spammer, tức là người chuyên đi spam nội dung này nọ, họ tự động đưa vào spam và mình khỏi cần phải duyệt luôn. Thì ở đây nó sẽ tự động đưa vô đây đó. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa bình luận ha. Xóa bình luận thì đơn giản thôi, giống như là xóa bài viết hoặc là xóa trang thôi. Các bạn rê chuột vào bình luận nè, chúng ta có cái nút là xóa nè, thì bình luận nó cũng có cái chức năng là đưa vô thùng rác. Ví dụ bạn lỡ xóa bình luận thì lỡ xóa nhầm á, thì chúng ta vô thùng rác chúng ta khôi phục lại được ha. Ví dụ như mình xóa cái này đi, rồi ở đây thùng rác nó hiển thị là một nè, các bạn bấm vô thùng rác. Rồi ở trong này á, một, nếu các bạn bấm nút này thì là xóa toàn bộ thùng rác, giống như là việc các bạn đi đổ rác á ha. Còn nếu mà các bạn thấy à, cái bình luận này mình xóa lộn, mình xóa nhầm rồi ha, bình luận này đâu phải spam đâu, tự nhiên xóa làm chi vậy, bây giờ mình sẽ vô bấm phục hồi đó, thì nó sẽ quay trở ra đây, nó lại phục hồi như vị trí cũ. Rồi thì trong cái phần bình luận này chỉ có vậy thôi. Trong cái video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái phần là phần thành viên, phần quản lý thành viên, tức là quản lý người dùng ở trong website của bạn. Nếu bạn có câu hỏi gì về cái phần video này thì các bạn vui lòng bình luận ở bên dưới, ở phần bình luận YouTube á, cái mình sẽ trả lời cho các bạn. Hai, các bạn có thể bấm like hoặc là share cái video này lên mạng xã hội. Nếu các bạn thích thì có thể bấm đăng ký để mình nhận những cái video mới nhất từ mình. Rồi xin trân trọng kính chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.